Chào các bạn, tôi là Ellie. Đã bao giờ bạn yêu một người nhưng lại có cảm giác mình giống mẹ hơn là người yêu của người đó không? Tôi đã từng như vậy. Hãy lắng nghe và chia sẻ cảm xúc cùng tôi nhé. Đầu tiên, đừng quên like và subscribe kênh này. Ngoài ngoại hình xinh đẹp, tôi còn là một người hướng ngoại. Tính cách vui vẻ, hòa đồng, nên được nhiều người yêu quý. Nhiều bạn nam để mắt đến tôi, không ít người tỏ tình với tôi, nhưng tôi chưa tìm được ai trong số đó thực sự phù hợp với mình. Đặc biệt trong số đó phải kể đến là Alan. Tớ đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu làm người yêu tớ nhé. Tớ có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, khiến cậu trở thành người con gái thật hạnh phúc. Tôi thực sự bối rối. Alan là cậu bạn đẹp trai, giàu có và khéo ăn nói. Nhiều lần cậu ấy nói thích tôi và tôi đã từ chối. Tôi chỉ xem Alan là bạn, không hơn không kém. Lần này, Alan tiếp tục tỏ tình tôi ngay tại giảng đường, nơi chúng tôi đang theo học, trước sự chứng kiến của rất nhiều bạn bè. Nhiều bạn nữ tỏ ra thích thú và ngưỡng mộ, một số người lại tỏ ra ghen tị với tôi. Tôi nhìn Alan cùng bó hồng trên tay cậu ấy, sau đó nhìn mọi người xung quanh. Tôi thở dài, cúi mặt ngượng ngùng và nhanh chân rời khỏi phòng trong sự bàn tán. Tên Alan mặt dày này, mình đã bảo không thích mà vẫn cố tình tỏ tình. Bực mình. Tôi tức tối, liên tục lẩm bẩm một mình thì vô tình va vào người ai đó. À, đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt hả? Trong khi tôi đang tức giận thì người ấy vừa luôn miệng Tôi xin lỗi, vừa loay hoay nhặt xấp tài liệu đang rơi vãi trên sân. Tôi đứng lặng người nhìn cậu ấy vài giây. Rõ ràng tôi là người va vào cậu ấy. Cậu ấy có lỗi gì cơ chứ? Câu nói vừa rồi cũng do tôi giận cá chém thớt nên mới thốt ra như vậy. Tôi kìm nén cơn giận, lấy lại bình tĩnh và cúi xuống giúp cậu ấy nhặt tài liệu lên. Tôi và cậu ấy cùng nhặt một tờ giấy. Ánh mắt của chúng tôi vô tình chạm nhau. Cậu ấy rụt rè cầm tờ giấy lên, cúi đầu chào rồi một mạch rời đi. Tôi dõi theo từng bước chân của cậu mà lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu ta trông thư sinh đấy chứ? Tôi bất giác mỉm cười. Tôi đang ngồi đọc sách, cô bạn cùng lớp của tôi hớt hải chạy đến. Ellie, có chuyện không hay rồi. Mau đi theo tớ, nhanh lên. Có chuyện gì thế? Cậu từ từ có được không? Mặc kệ những thắc mắc của tôi, Sunny vẫn một mạch kéo tôi đi. Sunny dẫn tôi đến một phòng học, bên trong rất nhiều người đang tụ tập, hình như họ đang xem gì đó. Tôi cố gắng chen lấn để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Là Alan. Alan đang bắt nạt ai đó. Tôi cố gắng nhướng người để nhìn. Đó chẳng phải là chàng trai mà tôi đã vô tình va vào đó sao? Sao Alan lại bắt nạt cậu ta chứ? Nói đi, mày có quan hệ như nào với Ellie? Mày đừng chối. Tao đã thấy mày và Ellie đứng rất gần nhau. Ellie thậm chí còn nhìn theo mày và mỉm cười. Hả? Cái gì chứ? Tên Alan này quả thực quá đáng. Lý do vớ vẩn, không đầu không đuôi như vậy mà cũng có thể dùng bạo lực với người khác ư? Tôi vội đến trước mặt Alan. Cậu có quyền gì vậy chứ? Tôi quen biết, gần gũi với ai là quyền của tôi, chẳng liên quan gì đến cậu. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi chứ? Tôi không thích cậu. Làm ơn, đừng liên quan đến tôi nữa. Tôi nắm tay chàng trai nọ, không quên dành cho Alan một cái lườm rõ dài. Cậu có sao không? Tôi xin lỗi, vì tôi mà cậu bị Alan dở hơi đó ức hiếp. Vẻ thẹn thùng và ngại ngùng của cậu ấy thật đáng yêu. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Cả hai lần đều rơi vào tình huống khó xử nhỉ? Tôi là Ellie, chúng ta làm bạn nhé. Tôi là Ron. Ron, cái tên nghe hay nhỉ? Tôi và Ron đã biết nhau như thế. Ron là sinh viên cùng trường với tôi. Tính cách của Ron hiền lành, chất phác, khác hẳn với những cậu bạn đã và đang theo đuổi tôi. Mối quan hệ của tôi và Ron ngày càng trở nên thân thiết hơn. Ở bên Ron, tôi thấy mình rất vui vẻ, thoải mái. Dần dần, tôi nảy sinh tình cảm với Ron lúc nào không hay. Sau đó không lâu, chúng tôi chính thức trở thành một cặp đôi. Khi biết chuyện tôi và Ron đang yêu nhau, nhiều người không khỏi bất ngờ. Tính cách của Ellie mạnh mẽ như vậy, sao có thể yêu một người nhút nhát, nhàm chán như Ron được chứ? Trông họ giống chị em hơn là người yêu của nhau đấy. Không khéo còn giống mẹ con nữa đấy chứ. Tôi không muốn bận tâm những lời ác ý đó. Tôi nắm tay Ron, ngẩng cao đầu và đi qua đám bạn. Tôi tin vào tình yêu của mình, nhưng dần dần tôi nhận thấy họ nói đúng. Tôi và Ron đang ngồi hóng mát và trò chuyện với nhau bên bờ hồ của một công viên. Một nhóm ba thanh niên tiến tới và đùa cợt chúng tôi. Là Ron à? Đang ngồi cùng ai thế kia? Xinh thật đấy. Không ngờ thằng Ron nhát gái thế kia mà lại tán tỉnh được bạn gái xinh nhở?
Nhóm ba người họ vừa nói vừa cười với điệu bộ hết sức cợt nhả. Một tên trong số đó tiến lại đưa tay tròn qua vai tôi. Tôi liền đứng bật người dậy và hất tay hắn ta ra. Làm cái gì vậy hả? Cô em sao nóng nảy thế? Mà cũng cá tính đấy chứ. Làm người yêu của anh đi. Thấy tôi bị trêu đùa, Ran lúng túng không biết phải làm thế nào. Ran nắm lấy tay tôi và nói: Ba người đi đi, đừng làm phiền chúng tôi nữa. Nhóm ba thanh niên kia lại cười lớn. Nhìn điệu bộ của thằng Ran kìa, buồn cười quá. Ngon thì xông lên xem nào. Ran vốn dĩ hiền lành, nhút nhát, nên khi nghe lời khiêu khích của đám người đó, Ran có vẻ sợ. Trong giây phút khó xử đó, Ran đã nháy mắt như thể ra hiệu với tôi là chạy đi. Sau đó, Ran liền bỏ chạy. Tôi ngơ ngác định chạy theo Ran, nhưng ba người kia không chịu buông tha. Một người trong số đó đã kéo tay tôi lại. Thấy Ran bỏ chạy, tôi rất thất vọng. Nhóm người đó liên tục cười nói, chọc ghẹo tôi và Ran. Vì quá tức giận, tôi đã đánh ngã nhào ba người kia. Tôi đã từng học võ, nên việc hạ cùng lúc ba người là điều không quá khó khăn. Lúc này, Ran mới quay lại và nhìn tôi với ánh mắt đầy xấu hổ, ngượng ngùng vì không thể bảo vệ được tôi. Tôi giận dỗi, không gặp Ran mấy ngày liền sau đó. Ran đã cố gắng tìm mọi cách để xin lỗi tôi và tôi đã tha thứ. Sau đó tôi đã dành thời gian để dạy Ran những điều cần thiết để bảo vệ bản thân. Hôm nay, tôi và Ran có cuộc hẹn đi chơi với nhau. Ran đến phòng để đón tôi. Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong nên đã nói Ran ngồi trong phòng đợi tôi. Tôi đang soi gương và trang điểm thì nghe thấy tiếng Ran hét toáng lên. Gián, gián, cô gián. Ran đứng co ro trên ghế với vẻ mặt hết sức sợ sệt. Con gián đó bỗng bay lên đậu trên người Ran, khiến Ran co tay cua chân loạn xạ. Ran vội nhảy xuống ghế và chạy ra khỏi phòng. Tôi nhìn vẻ mặt hốt hoảng cắt không ra giọt máu của Ran mà không nhịn được cười. Tôi cố gắng gọi Ran vào trong nhưng Ran không chịu. Thế là tôi phải loay hoay tìm bắt con gián. Tôi đưa con gián ra trước mặt Ran thì Ran lại nhăn mặt sợ hãi. Là gián đó, Ellie, sao em gan quá vậy? Em không sợ à? Người em còn đánh được, huống gì là con gián bé tí tẹo này. Trông nó cũng đáng yêu mà, có gì đáng sợ cơ chứ? Không tin, anh nhìn kỹ xem. Ôi ghê quá. Tôi quá mạnh mẽ, tôi có thể tự làm mọi thứ và không biết sợ gì cả. Trong khi đó, Ran lại quá nhút nhát, sợ sệt đủ điều. Thay vì được người yêu bảo vệ, không ít lần tôi lại phải đứng ra để bảo vệ, che chở cho người yêu. Hôm nay là sinh nhật Ran, thay vì đi đâu đó, tôi và Ran đã thống nhất tổ chức sinh nhật ngay tại căn hộ của Ran. Chúng tôi cùng nhau trang trí phòng, chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ với nến và hoa. Tất nhiên, không thể thiếu bánh sinh nhật và rượu vang. Tôi tự mình vào bếp để nấu mì ý. Wow, anh không ngờ là em khéo tay như thế đấy. Anh ăn thử xem có vừa miệng không nhá. Vừa ăn được một miếng thì vẻ mặt của Ran đột nhiên thay đổi. Ran nhìn đĩa mì không chớp mắt, như đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Sao vậy? Em nấu không ngon, không hợp khẩu vị của anh hả? Ran! Ran! Tôi gọi lớn vài lần thì Ran mới giật mình nhìn tôi. À không, không phải, món mì này rất ngon, anh xin lỗi. Anh hơi xúc động, tại vì lâu lắm rồi anh biết thưởng thức lại hương vị này. Là sao cơ chứ? Em không hiểu lắm. Không có gì đâu, chúng ta cùng ăn nhá. Tôi cảm thấy khó hiểu lẫn tò mò, nhưng tôi tôn trọng Ran, chúng tôi tiếp tục bữa tiệc. Tôi ngồi xem điện thoại trên ghế, thì Ran tiến tới, bất ngờ nằm xuống và gối đầu lên chân của tôi. Cảm ơn em vì bữa tiệc sinh nhật hôm nay nhá. Ở bên em, anh thực sự thấy bình yên. Tôi mỉm cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Ran. Chúng tôi dành cho nhau ánh mắt âu yếm. Tôi đã rất mong chờ giây phút gần gũi, nồng cháy của cả hai. Nhưng Ran không có bất cứ động thái tiếp theo nào cả. Ran đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi và Ran có nhiều khoảng thời gian riêng tư bên nhau, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc Ran gối đầu lên chân của tôi và ngủ. Chúng tôi còn chưa từng ôm hôn nhau. Điều này đôi lúc khiến tôi nghi ngờ vào tình cảm lẫn giới tính của Ran. Ran thích món mì ý tôi nấu. Kể từ sau đêm sinh nhật, chỉ cần có cơ hội, Ran lại muốn tôi làm món mì ý cho anh ấy. Một lần, tôi đã rủ Ran đến một nhà hàng mì ý nổi tiếng, nhưng anh ấy lại từ chối. Anh đã ăn mì ý ở đó rồi, nhưng chỉ có em mới nấu được hương vị mà anh thích thôi. Anh làm em như đầu bếp chuyên nghiệp ấy nhỉ? Em chỉ nấu bừa vậy thôi. Nhưng nó rất ngon. Tôi đã dạy Ran công thức món mì ý của tôi, nhưng cuối cùng, Ran vẫn muốn được tự tay tôi nấu cho anh ấy. Tôi sẵn sàng nấu cho Ran ăn, nhưng cũng có đôi lúc tôi cảm thấy khó chịu khi Ran cứ đứng bên cạnh và dõi theo tôi như một đứa trẻ đang đợi mẹ chuẩn bị đồ ăn. Sao anh cứ nhìn em vậy?
áo của em dính gì hả? Chỉ là anh thích ngắm em nấu ăn mà thôi. Tôi đang ngồi ở nhà và lướt mạng xã hội thì thấy nhóm bạn của tôi khoe ảnh đi dã ngoại. Trong đó có cả những người bạn chơi rất thân với tôi như Sunny chẳng hạn. Mấy hôm trước, Sunny đã lên kế hoạch rủ tôi đi chung. Nhưng không hiểu sao, tôi lại không hay biết gì về buổi dã ngoại hôm nay. Tôi đã rời khỏi nhóm chat hôm đó. Vì muốn làm rõ mọi chuyện, tôi đã nhắn tin để hỏi Sunny. Chính cậu đã nói rằng cậu có việc bận không thể đi chơi được và tự động rời nhóm mà Ellie. Sunny còn chụp lại màn hình điện thoại và gửi cho tôi. Tôi thực sự tức giận, chỉ có thể là Ran. Nhưng tại sao Ran lại tự ý xen vào chuyện riêng tư của tôi chứ? Tôi đã tìm Ran và cãi nhau với anh ấy. Anh thực sự xin lỗi. Khi thấy em nhắn tin vui vẻ với những người khác, anh không thích. Anh chỉ muốn em là của riêng anh. Anh thực sự xin lỗi. Mặc cho Ran liên tục xin lỗi và xin tha thứ, tôi thẳng thừng nói chia tay và dứt khoát rời đi. Hai ngày sau, tôi đang ở trong thư viện cùng một vài người bạn khác để tìm tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho bài luận văn tốt nghiệp sắp đến. Trong lúc đang tập trung, Ran gọi cho tôi. Tôi cố tình tắt máy đến cuộc gọi thứ ba. Em có thể giúp anh mua lọ hạ sốt được không? Bây giờ em đang bận, em không thể đi được. Anh tự mua thuốc đi. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Nhưng anh đang rất cần em có thể đến với anh được không? Em không thèm quan tâm đến anh nữa hả? Anh đang ốm đấy. Anh cứ làm như mình là con nít không bằng ấy. Thật phiền phức, tôi không muốn dính líu bất cứ điều gì đến anh nữa. Tôi bực tức và hét lớn, khiến mọi ánh mắt trong thư viện đều đổ dồn về phía tôi. Tôi cảm thấy ái ngại thực sự. Tôi cố gắng tập trung vào tập tài liệu trên bàn, nhưng trong lòng rất khó chịu. Trước đó, mỗi lần Ran nói sốt cao, tôi đều đến phòng và Ran chỉ sốt nhẹ khoảng 38 độ mà thôi. Tôi thực sự không hiểu tại sao có những lúc Ran lại như một đứa trẻ như vậy. Lần này, tôi quyết định bỏ mặc Ran. Chắc Ran chỉ đang tìm cái cớ để tôi thương hại mà thôi. Gần cả tuần nay, Ran không đến trường, Ran cũng không hề nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Tôi bỗng cảm thấy lo lắng và bất an. Dù nói là chia tay, nhưng thực sự trong lòng tôi vẫn còn tình cảm với Ran. Tôi lấy điện thoại và gọi điện cho anh ấy. Đến cuộc gọi thứ hai, Ran mới nghe máy. Nghe giọng nói thều thào của Ran, tôi thấy thương và có lỗi vô cùng. Tôi liền đến phòng của Ran. Nhìn thấy tôi, Ran gượng cười tỏ vẻ vui mừng, nhưng sắc mặt anh trông rất nhợt nhạt, thiếu sức sống. Ôi, anh sốt quá. Anh đã ăn uống gì chưa? Em xin lỗi, em cứ nghĩ anh chỉ sốt nhẹ như những lần trước. Ran chỉ lắc đầu và nằm xuống ghế nghỉ ngơi. Trong tủ thuốc đã hết thuốc hạ sốt, tôi liền chạy đi mua thuốc về cho Ran uống. Sau đó, tôi xuống bếp, tìm trong tủ lạnh một ít thịt và hì hục nấu cháo cho Ran. Tôi bưng bát cháo nóng hổi lên, thúc giục Ran ăn để lấy lại sức. Nhìn Ran ốm nặng như vậy, tôi không nỡ về. Tôi quyết định ở lại để chăm sóc người yêu. Một lúc sau, trời đổ mưa to, sấm sét đánh liên hồi. Ran đã chìm vào giấc ngủ thì bỗng giật mình khi nghe tiếng sấm. Một trận sấm sét to và dài khiến Ran tỉnh giấc. Ran ngồi bó gối, hai tay ôm lấy hai tay và khóc với vẻ mặt sợ hãi. Tôi hiểu rằng Ran sợ tiếng sấm và đã tiến lại ôm lấy anh. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng đi, mẹ ở lại với con nhớ mẹ lắm, con muốn được mẹ yêu thương, chăm sóc như những người khác, đừng bỏ con mẹ ơi. Trong cơn mê sảng vì sốt, Ran cầm tay tôi, liên tục gọi tôi là mẹ và không muốn tôi rời đi. Dù mắt đã nhắm nghiền, nhưng nước mắt của Ran vẫn chảy ra từ khóe mắt. Tôi thấy thương cảm vô cùng. Mấy ngày sau, khi Ran đã khỏe hẳn, tôi đã hỏi Ran về chuyện tối hôm đó. Nhưng Ran bảo anh không hề nhớ gì. Tôi đã kể lại cho Ran nghe những chuyện đã xảy ra. Tại sao anh lại ôm và gọi em là mẹ? Trước giờ em chưa từng nghe anh kể về mẹ hay gia đình của anh. Ran tỏ ra khó xử và lúng túng trước câu hỏi của tôi. Em luôn cảm thấy anh đang giấu em một điều gì đó. Anh không tin tưởng em. Anh luôn tin tưởng em, bất cứ chuyện gì xảy ra, anh đều nói với em đó sao? Im lặng một lúc, Ran thở dài rồi nói cho tôi biết một sự thật về quá khứ của anh ấy. Bố mẹ anh ly hôn năm anh lên 7, anh sống cùng ông bà nội, thiếu đi tình yêu thương và sự chăm sóc của mẹ. Anh luôn thèm khát có mẹ ở bên cạnh như những đứa trẻ khác. Khi ở bên cạnh em, anh thấy mình như được che chở, như thể có mẹ bên cạnh vậy. Vậy mỹ ý của em có gì đặc biệt mà lúc nào anh cũng muốn tự tay em làm cho anh? Anh bảo nó có hương vị thân quen là sao? Lần cuối cùng ở bên mẹ, mẹ đã làm mì ý cho anh. Khi thấy em đứng trong bếp, anh lại nhớ đến hình bóng của mẹ hơn 10 năm trước. Anh không nhớ rõ hương vị món mì đó như thế nào, nhưng khi ăn món mì ấy do em nấu,
anh lại rất thích và cảm giác như được mẹ nấu cho anh ăn vậy. Vậy anh xem em là mẹ của anh sao? Không, anh yêu em. Em biết rõ điều đó mà, Ellie. Đôi lúc anh chỉ cảm thấy em giống như mẹ của anh thôi, vì em quá giỏi, chuyện gì cũng có thể làm được. Hơn hết là em cho anh cảm giác bình yên. Mỗi khi nhìn em đứng nấu ăn trong bếp, anh lại thấy gần gũi, ấm áp. Hay những lúc anh bị ốm, anh thấy mình được yêu thương và hạnh phúc. Vậy tại sao đến giờ anh vẫn giữ khoảng cách với em, chưa từng hôn hay đi quá giới hạn với em? Ron nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Em tưởng anh không dám à? Nói xong, Ron liền đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi bị bất ngờ, sau đó thì nhắm mắt tận hưởng nụ hôn đầu đầy ngọt ngào và nồng cháy đó. Tôi có thể cảm nhận được ngọn lửa tình đang bùng cháy trong mình. Tôi yêu Ran và Ran cũng yêu tôi, đó là điều không thể chối cãi. Sau khi biết được quá khứ không hạnh phúc của Ran, tôi hiểu và thương Ran nhiều hơn. Tôi giúp Ran bù đắp những khoảng trống tình cảm, đồng thời khuyến khích anh ấy mạnh mẽ hơn. Chúng tôi dành tất cả những chân thành để đối đãi với nhau. Tôi hạnh phúc khi ở bên cạnh Ran, dù đôi lúc tôi tưởng mình là mẹ của Ran thật.